một quán nướng đang cực hot trên TikTok. Cùng mình vào khám phá xem Chiba Yakiniku có gì hot mà thu hút được nhiều bạn trẻ đến như vậy nhé. Nhìn từ bên ngoài là thấy đậm chất Nhật Bản rồi. Không gian bên trong lấy cảm hứng từ những gian nhà cổ kiểu Nhật. Tất cả bàn ghế và cửa đều được làm bằng gỗ. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Bàn ghế rộng rãi, đi nhóm bạn hay hẹn hò cũng ok la luôn. Cho em hỏi Moriwase Sashimi là gì vậy anh? Dạ thưa chị, Moriwase Sashimi là set sashimi gồm có cá hồi, cá chích và trứng cá hồi. Ngoài ra trong set còn có thêm lõi vai bò, thăn ngoại bò, bạch tuộc nướng, bánh xèo Nhật và lẩu kim chi kige. Khai vị bằng kim chi cải thảo, rong biển khô và sứa karashi miso nè. Kim chi với rong biển thì ai cũng biết rồi ha, nhưng mà cái sứa karashi này lạ nè, kiểu giòn giòn sực sực. Set này ăn 2-3 người vô tư nha, thịt bò mềm, thấm vị. Mọi người có thể chọn ướp sốt hoặc muối, tùy vào khẩu vị cá nhân. Nhìn cái miếng thịt nướng xong nhưng vẫn bỏng nước là thích rồi. Còn có cả bánh xèo Nhật nữa nha, nhiều nhân đầy ắp, lớp bột vừa phải, thơm mềm, ăn ngon mà không bị ngán. Một miếng bánh xèo kèm thêm chiếc bạch tuộc nướng thì đúng chuẩn. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì sao mà bùng nổ được. Nhân vật chính còn ở đây nè, lẩu kim chi thịt bò nóng hổi thơm ngon, vị chua vừa phải, ăn kèm còn có set rau bún đầy đủ nè. Thế nên mình mới nói đi 3 người ăn vô tư luôn, vị chi ra chưa tới 300 cành nữa. Giá gốc 1 triệu nhưng mình có voucher hot deal là 850k. Giá như này quá hợp lý cho một quán nướng vừa đẹp vừa ngon như Chiba rồi. Mọi người vào app Hot Deal để check thêm nhiều ưu đãi nha.